Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video clip của mình. Các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Để cố gắng giúp mình đạt được 10 ký sub các bạn ạ. Vâng, một lần nữa chúc các bạn thành công.